Kính chào quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 6 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa. Thì với xu hướng tiêu dùng hiện nay, các mặt hàng rau củ, trái cây và mới đây nhất là bánh mì cũng đã được đóng gói bao bì, bảo quản đông lạnh để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Bận rộn với công việc kinh doanh nên chị Thu Hương chỉ dành thời gian đi siêu thị mỗi tuần một lần và ưu tiên mua những thực phẩm đông lạnh để chế biến tiện lợi và nhanh chóng. Khi mà đi siêu thị thì tôi chọn tới chân lưu, tôi thấy bánh mì đông lạnh thì rất là tốt, tại vì muốn ăn thì có bánh mì lấy ra để mình ăn liền, mà nóng, ngon, giòn nữa. Tất cả nguyên liệu đầu vào của bánh mì tươi đông lạnh Osmile được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt không sử dụng phụ gia, chất bảo quản và chất tạo giòn. Chất dinh dưỡng của ổ bánh mì sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp. Chúng tôi hiện nay có 4 dòng sản phẩm phục vụ cho quý khách hàng. Thứ nhất là bánh mì truyền thống, bánh mì nguyên cám, bánh mì mè đen, bánh vỏ hamburger, bunza. Bánh mì đông lạnh á, rất là dễ sử dụng, có thời hạn bảo quản cấp đông á, là 6 tháng. Khi dùng thì người tiêu dùng chỉ cần rã đông ra 5 phút và dùng lò nướng hoặc là nồi chiên với nhiệt độ là 200 độ C trong vòng 5 phút là có thể có những chiếc bánh nóng giòn tại nhà. Sản phẩm bánh mì tươi đông lạnh Osmile hiện đang có mặt tại các siêu thị trong nước và đã xuất khẩu thành công đến Nhật Bản vào năm 2021, nơi có quy trình kiểm tra các tiêu chuẩn thực phẩm cao nhất. Dự kiến mặt hàng này sẽ được xuất khẩu đến các nước tại châu Mỹ và châu Âu nhằm quảng bá cho sản phẩm bánh mì Việt Nam.